Chào mọi người trở lại Happy Channel. Đây là chiếc mẫu Rock 01 màu đen bóng đang được lên bộ tem Monster Mini và shop độ là gắn thêm cái dấu Big Star, cực kỳ ngầu luôn nha các bạn. Cái bộ tem này thì nó rất là nhỏ nhắn và cái đường nét nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà có rất là nhiều bạn thích bởi vì tính đơn giản đó. Bởi làm xong mình mới gọi là thấy chuyện là không phải ai cũng thích tem là to, bự, trùm, phủ đều hết, mà vẫn có rất rất nhiều bạn thích cái sự đơn giản này. Thì bộ tem này hiện tại nó cũng không còn nhiều bạn, nó còn đâu đó khoảng chục bộ thôi. Nón thì mình cũng còn được vài chục cái, chắc bán từ đây khoảng 5-7 ngày nữa là hết luôn á. Nón Rock 01 thì giá 947.000 và hiện tại đang được tặng cái miếng phim chống động xương gắn sẵn trên cái kính màu trong suốt. Đuôi gió Vista thì 150.000 và bộ tem này cũng 150.000 luôn nha các bạn. Thì mua chung á, các bạn mua một nón này các bạn sẽ được mua một món phụ kiện dưới 500.000 giảm 50%. Còn món phụ kiện thứ hai trở đi sẽ được giảm 10% ha. Thì ví dụ các bạn có thể mua thêm kính màu gương bạc cũng rất là sáng láng như thế này, hoặc là các bạn mua thêm kính gương gold. Nói chung là kính nó có nhiều màu, tùy cái thẩm mỹ, tùy cái sở thích cá nhân của bạn như thế nào thì bạn chọn kính đó. Kính màu gương gold thì nó sẽ được tráng tới hai lần, là tráng màu gương gold và màu xanh nên nhìn nó sẽ óng ánh. Còn cái kính màu đen như thế này thì nó sẽ cho nguyên cái khối nón, là nón cái mảng màu đen bóng thêm cái kính màu đen, nó sẽ đồng bộ, nhìn nó ngầu hơn. Còn bạn nào thích kính màu nhạt nhạt hơn có thể là chọn cái màu trà thì nó sẽ nhạt hơn màu đen một chút và nó đậm hơn màu trong một chút xíu. Kính này thì đi ban đêm cũng có thể đi được nè, nếu mà có đèn đường mà đèn sáng sáng xíu thì được. Còn màu gương titan như thế này cũng rất là đẹp nha các bạn, mà hiện tại là bên mình hết rồi, mình còn, nhưng mà có thêm cái miếng phim á thì nó sẽ đắt hơn chút xíu, các bạn cứ tham khảo ha. Rồi, cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.